Khi Medvedev chuẩn bị giao bóng, cặp cổ động viên bước về chỗ ngồi. Tay vợt Nga tỏ vẻ không hài lòng, yêu cầu hai người hâm mộ im lặng. Người phụ nữ quay lại hôn gió khiêu khích Medvedev, khiến anh tức giận. Cô có bị ức hay bị làm sao không? Medvedev hỏi cổ động viên nữ. Đây không phải lần đầu Medvedev ức chế với cổ động viên Mỹ mở rộng. 4 năm trước, ở trận gặp Feliciano Lopez tại vòng 3, Medvedev có một số hành động không đẹp và bị khán giả la ó. Anh đáp lại bằng cách giơ ngón tay giữa về phía đám đông. Sau trận, Medvedev nói rằng nhờ khán giả phản đối mà anh mới có năng lượng để thắng trận đấu 5 set. Ở trận đấu hôm 1 tháng 9, hạt giống số 3 tốn 4 set để hạ O'Connell để vào vòng 3 gặp Sebastian Baez. Sau trận, Medvedev vẫn chưa hết bực. Khi được hỏi sự ức chế có giúp ích cho anh như 4 năm trước hay không, anh đáp, còn tùy. Bạn không thể biết trước mọi chuyện diễn ra thế nào. Nó giống trò xổ số vậy. Medvedev đang có phong độ tốt tại Mỹ mở rộng 2023. Ở vòng đầu, anh thắng Attila Balazs trong trận đấu chênh lệch bậc nhất lịch sử với tỷ số 6-1, 6-1, 6-0. Tay vợt Nga nói rằng anh không quan tâm đến việc Carlos Alcaraz và Novak Djokovic xuất sắc ra sao, mà chỉ tập trung vào hành trình của bản thân để tiến sâu và đối đầu với họ. Cùng nhánh bán kết với Medvedev, Alcaraz thắng dễ hai trận đầu trước Dominic Koeffer và Loy Harris. Hạt giống số 1 sẽ gặp Daniel Evan ở vòng 3, diễn ra lúc 23 giờ hôm nay 2 tháng 9, theo giờ Hà Nội. Evan cũng đang có phong độ cao, vừa vô địch ATP 500 City Open tháng trước.